Chương 44 Ad-Dukhan Khói mờ Nhân danh Allah đấng độ lượng đấng khoan dung Ha-Mim Thề bởi kinh Quran, Quang Minh Quả thật ta Allah ban nó xuống vào đêm đầy ân phúc Đêm Al-Qadr Đêm định mệnh của tháng Ramadan Quả thật ta là đấng cảnh báo Trong đêm đó Mọi sự việc liên quan đến bỗng lộc tuổi thọ và những gì khác sẽ được phân định cho một năm tới. Mọi vấn đề đều được tiến hành theo chỉ thị của ta. Quả thật, ta là đấng cử phái các vị sứ giả. Việc cử phái các vị sứ giả là một hồng ân từ Thượng Đế của người hợi thiền sư Muhammad. Quả thật, Ngài là đấng hằng nghe, đấng hằng biết. Ngài là Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và dạng vật giữa chúng nếu các ngươi có một đức tin vững chắc nơi Ngài. Không có thượng đế đích thực nào ngoài Ngài, Ngài là đấng làm cho sống và làm cho chết, Ngài là thượng đế của các ngươi và là thượng đế của ông bà tổ tiên các ngươi. Những kẻ thờ đa thần không có đức tin vững chắc về điều đó, chúng chỉ biết đùa cợt trong sự hoài nghi. Vì vậy, ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy đợi xem ngày mà bầu trời sẽ tỏa ra lớp khói mờ rõ rệt. Lớp khói mờ bao trùm cả nhân loại đây là một sự trừng phạt đau đớn lúc đó chúng những kẻ vô đức tin sẽ nói lạy thượng đế của bầy tôi xin ngài hãy lấy sự trừng phạt này đi khỏi bầy tôi bầy tôi giờ đây thực sự là những người có đức tin làm thế nào sẽ có cho chúng một lời nhắc nhở tại thời điểm đó quả thật một sứ giả đã đớm với chúng một cách công khai để cảnh báo chúng nhưng chúng đã quay lưng lại với y và nói đồ học mót kẻ khùng điên. Quả thật, ta sẽ lấy sự trừng phạt đi khỏi các ngươi trong một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn các ngươi sẽ trở lại vô đức tin. Vào ngày mà ta sẽ túm bắt chúng mạnh bạo, quả thật ta sẽ trừng phạt chúng. Quả thật trước chúng ta đã xử lý đám người của Pharaon và đã phái một sứ giả vinh dự đến gặp chúng. Musa nói với Pharaon và thuộc hạ của hắn: Quý ngài hãy giao lại những người bề tôi của Allah cho tôi. Tôi thực sự là một sứ giả được cử đến gặp quý ngài. Quý ngài chớ đừng xem mình tối cao hơn Allah. Tôi đến gặp quý ngài với một thẩm quyền rõ rệt. Tôi thực sự đã cầu xin thượng đế của tôi và cũng là thượng đế của quý ngài che chở khỏi bị quý ngài ném đá. Nếu quý ngài không tin tôi thì quý ngài hãy để tôi yên. Thế là cuối cùng Musa đã cầu nguyện Thượng Đế của Y rằng những người này là một đám người tội lỗi. Allah phán bảo Musa, ngươi hãy đưa bầy tôi của ta ra đi trong đêm, các ngươi sẽ bị truy sát. Ngươi hãy rời biển để mặc cho nó rẻ đôi, quả thật chúng là một đội quân bị nhấn chìm. Biết bao giường tược, bao con suối chúng đã bỏ lại, biết bao đồng ruộng, bao biệt thự cao sang, biết bao ân huệ mà chúng đã từng hưởng thụ, như thế đó, ta đã làm cho đám người khác thừa hưởng chúng. Trời đất chẳng khóc thương cho chúng, và chúng cũng không được tạm tha. Quả thật ta đã giải cứu con cháu Israel thoát khỏi một sự trừng phạt nhục nhã từ Pharaon. Quả thật hắn là tên ngạo mạn trong số những kẻ ác đức và tàn bạo. Quả thật ta đã chọn con cháu Israel và ban cho chúng kiến thức trội hơn thiên hạ ta đã ban cho chúng những đặc ân mà trong đó là một sự thử thách rõ rệt. Quả thật những kẻ đa thần nay đã nói, quả thật chỉ có cái chết đầu tiên của chúng ta mà thôi và không có chuyện chúng ta được dựng sống lại. Thế các ngươi hỡi Muhammad và những ai đi theo ngươi, hãy mang ông bà tổ tiên của bọn ta đến đây xem nào nếu các ngươi nói thật. Phải chăng chúng tốt hơn đám dân của Tuba phải chăng chúng tốt hơn đám dân của Trúc ba và những ai sống trước chúng hay sao? Ta đã tiêu diệt bọn chúng bởi vì bọn chúng là những kẻ tội lỗi. Ta đã không tạo quá các tầng trời và trái đất cũng như mọi vật giữa chúng để vui chơi một cách vô nghĩa. Ta đã tạo ra trời đất và dạng vật giữa chúng là vì chân lý. Tuy nhiên đa số bọn chúng không biết đấy thôi. Thật vậy, Ngài phân loại là thời điểm đã được ấn định cho tất cả bọn chúng. Ngài mà người thân thích này không giúp ích được gì cho người thân thích khác, và chúng sẽ không được ai giúp đỡ. Trừ những ai được Allah thương xót bởi vì Ngài là đấng toàn năng đấng nhân từ. Quả thật, cây giật cùm, một loại cây mọc lên từ đáy của quả ngục, sẽ là thức ăn cho những kẻ tội lỗi. Trái của nó giống như loại dầu đen xịt, sôi sụp trong bụng, như nước sôi có tiếng bảo các thiên thần thực thi hình phạt. Hãy túm bắt hắn lôi vào giữa đám lửa cháy bùng, rồi đổ lên đầu hắn hình phạt của nước sôi. Và hãy nhục mạ, hãy ném đi trước kia ngươi quy quyền và cao quý lắm kia mà. Quả thật, sự trừng phạt này là điều mà các ngươi đã luôn hoài nghi. Riêng những người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở một nơi an toàn, đó là thiên đàng. Giữa những ngôi vườn và các dòng suối, họ sẽ mặc y phục bằng lụa mịn và gấm thêu, họ ngồi đối mặt nhau. Tương tự như thế, ta sẽ cho họ kết hôn với các tiên nữ có đôi mắt to tuyệt đẹp. Trong thiên đàng, họ tự do gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng. Họ sẽ không nếm trải cái chết ở đó, ngoại trừ cái chết đầu tiên ở trần gian. Và Allah sẽ bảo vệ họ khỏi sự trừng phạt của quả ngục. Đó là hồng phúc tự thượng đế của ngươi, đó là thành tựu vĩ đại. Quả thật Ta đã làm cho Quran dễ hiểu bằng chính ngôn ngữ của ngươi Thiên sứ Muhammad để chúng có thể ghi nhớ. Thôi, ngươi hãy chờ đợi sự thắng lợi của ngươi và sự bị quỷ diệt của chúng. Quả thật, chúng cũng chờ đợi như ngươi.